Kế hoạch rời MU của Ronaldo được xác nhận. Kế hoạch rời MU và giải nghệ của Cristiano Ronaldo được xác nhận bởi chính mẹ của siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha này, bà Dolores Aveiro. Hôm nay, ngày 30 tháng 9, tờ Miro Anh giật tít, kế hoạch rời Manchester United và giải nghệ của Cristiano Ronaldo được xác nhận. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn có ý định rời Old Trafford và mẹ của anh. Bà Dolores Aveiro đã một lần nữa nhắc đến mong muốn đưa gia đình trở lại Lisbon, Bồ Đào Nha. Bà Dolores Aveiro đã xác nhận kế hoạch rời Manchester United của cậu con trai siêu sao và thảo luận về việc giải nghệ của anh. Ronaldo, 37 tuổi, hồi đầu tháng khẳng định rằng cuộc hành trình của tôi chưa kết thúc ở cấp độ cao nhất. Đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha muốn rời Quỷ Đỏ vào mùa hè qua chỉ sau một mùa giải trở lại từ Juventus. Nhưng tham vọng này đã không thành hiện thực khi anh vẫn ở lại Old Trafford. Ronaldo đã rất buồn khi chứng kiến mức lương của mình ở MU bị cắt giảm. Theo đó, do MU không giành suất dự Champions League, mỗi thành viên trong đội bị cắt giảm 25% lương hàng tuần. Tuy nhiên, Ronaldo đã không thể đảm bảo một lối ra, không có câu lạc bộ nào sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tiền lương của anh và đảm bảo cho anh đá thường xuyên. Nói với tờ Nova Zenta, bà Dolores đã xác nhận rằng có kế hoạch đưa con trai trở lại Sporting cổ phần, câu lạc bộ đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Ronaldo, và là nơi anh phát triển trước khi gia nhập United lần đầu tiên vào năm 2003. Mẹ của Ronaldo, bà Dolores Aveiro giải thích, điều đó trở lại Sporting có thể xảy ra, nhưng không phải ngay bây giờ. Đây không phải là năm dành cho nó, nhưng có thể là năm sau. Năm sau điều này sẽ xảy ra, Chúa sẵn lòng. Tôi đã giải thích với Ronaldo, con trai, trước khi chết, mẹ muốn nhìn thấy con trong màu áo Sporting một lần nữa. Nếu Ronaldo không đến Sporting, con trai của Ronaldo là Chris Nidnihou sẽ làm điều đó. Đó là định mệnh, ở tuổi của Chris Nidnihou, cháu tôi chơi tốt hơn cha mình. Người kế nhiệm Cristiano là Chris Nidnihou. Cậu bé đã nói rằng mình muốn sống ở Lisbon và chơi bóng cho Sporting. Nếu cả hai đều đến Sporting, đó sẽ là giấc mơ của tôi. Nếu mong muốn của một người mẹ và bà ngoại được thực hiện, thì một trong những con cháu của tôi sẽ sớm gia nhập Sporting. Khi bị thúc giục chia sẻ về kế hoạch giải nghệ của Cristiano Ronaldo, bà Dolores Aveiro tiếp tục Cristiano Ronaldo rất muốn tiếp tục và tiếp tục chơi cho đến khi 40 tuổi. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo sẽ giải nghệ vào mùa giải 2024-2025 sau 23 mùa thi đấu chuyên nghiệp. Vào đầu tháng này, tại lễ trao giải Quinas de Euro, Cristiano Ronaldo đã vạch ra tương lai của mình. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục là một phần của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trong một vài năm nữa. Tôi cảm thấy có động lực, tham vọng của tôi rất cao. Tôi đang ở trong một đội bóng mà mọi người ở độ tuổi rất trẻ. Tôi không chỉ muốn được tham dự World Cup mà còn ở giải vô địch châu Âu Euro tiếp theo. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo nói thêm, tôi tự hào khi nhận được giải thưởng lớn như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được nó. Đó là một chặng đường dài nhưng tôi muốn nói rằng hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn một chút và nhiều hơn nữa cho Cristiano. Cristiano Ronaldo hiện không đá chính thường xuyên ở Manchester United và anh vẫn xem xét kế hoạch rời Old Trafford khi thị trường chuyển nhượng mùa đông vào đầu năm tới, mở cửa. Nhưng giám đốc bóng đá của Quỷ Đỏ, John Murtough đã dội gáo nước lạnh vào Ronaldo khi tuyên bố sẽ không để ai nằm trong kế hoạch rời đi. Cristiano Ronaldo đã ghi được 699 bàn thắng trong màu áo các câu lạc bộ và tổng cộng 816 bàn trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Ronaldo vẫn có tham vọng bổ sung vào tủ kính của mình thêm những danh hiệu khi mà anh đã có 31 chức vô địch lớn trong hai thập kỷ chơi bóng.